Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ là trà quýt thơ mây, trà quýt mới của xã Hồ Đức Kiện, Châu Thành, một trong những ghe của Châu Thành, gặp Bango Chắp Chắc của xã Châu Khánh, Long Phú. Bango Chắp Chắc, ghe số 29 trong trang phục màu vàng chúng ta đang thấy trên màn hình, và đối diện trong trang phục màu đỏ đó là trà quýt thơ mây. Trà quýt thơ mây cũng là ghe được đóng từ chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đồng bào dân tộc. Chúng ta thấy trên ghe có chữ, và hiện nay hai ghe vẫn còn rất là so kè. Màu vàng số 29 là Bango Chắp Chắc, trà quýt thơ mây số 12 Bango Chắp Chắc từ từ vượt lên. Chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong trận thi đấu này. Với quan sát của chúng tôi thì Bango Chắp Chắc là đội đã chạm đích trước so với